Đây tiếp tục là phiên bản hoàn thiện của bộ trấn trạch đặc biệt, có đầy đủ các loại linh phù, tấm năng lượng mới này, tấm năng lượng cũ này. Những cái đo đạc hàng ngày của tôi bây giờ tôi chuyển sang kênh Thầy Linh Phong Thủy. Đây là phiên bản rất đặc biệt vì còn khoảng chục đồng xu trấn trạch bằng đồng ngày xưa tôi làm, tôi cho nốt vào đây. Nó tăng được thêm cái năng lượng cho bộ trấn trạch. Năng lượng rất là mạnh các bạn nhé. Một mặt chính thì là có cái linh phù kim tự tháp siêu năng lượng. Đây là tấm năng lượng loại thông dụng và tấm năng lượng là mới in màu bằng đồng rất là đẹp. Và ngoài ra thì như có nói là có khoảng chục đồng xu này để tặng, nên là ai muốn mua thì nên đăng ký sớm vì đây là loại rất đặc biệt vừa có đồng xu cũng như đặc biệt là tôi tặng cả hai tấm linh phù, chứ với những cái bản tiêu chuẩn 8.9 thì chỉ có một cái linh phù này thôi, một tấm năng lượng này thôi, còn cái phiên bản đặc biệt là tôi sẽ cho cả hai, nên là khi hết đồng xu và hết cái tấm năng lượng mới này là sẽ không còn nữa, tôi sẽ không sản xuất lại.